Dạ vâng, thì em xin chào anh khách ở Bến Tre. Em xin chào anh buổi sáng thứ hai đầu tuần. Thì theo yêu cầu của anh là anh yêu cầu em quay cái lô bông trang tím sen Vĩnh Châu cây con cho anh xem tham khảo. Thì lời đầu tiên thì là cho em gửi lời xin lỗi anh vì hổm rày em cũng yêu cầu cũng mấy ngày nay nhưng mà em chưa có thời gian quay. Thì hôm nay em sẵn đầu tuần em quay cái clip ngắn gửi đến anh. Chúc anh đầu tuần vui vẻ, làm việc hiệu quả và luôn sức khỏe. Thì đây là những cây trang tím sen Vĩnh Châu, cây con của bên em. Cây này thì ảnh đang có hoa và nụ nha anh. Tuy là ảnh nhỏ nhưng mà ảnh đang có hoa và nụ luôn. Cây con rất là nhỏ nha anh. Rồi tiếp theo đây, cây con thứ hai. Đây ạ, tại vì em trồng xuống rồi thành ra nhìn ảnh nhỏ. Đây, cây con này ảnh ra chồi rồi nè. Ảnh có chồi ra nhánh tược. Vì trang tím sen Vĩnh Châu á, ảnh rất là chậm lớn và khó nhân giống, thành ra có chồi non ra là rất là mừng nha anh. Được một cái nụ bông nhúng lên nè, là em rất là mừng luôn. Ảnh rất là chậm lớn. Và đây là cây thứ ba. Cây này chồi rất là ok rồi nè. Và cây thứ tư. Đây là cây thứ tư nha anh. Ảnh cũng có chồi non. Từng chồi non lên là rất là cưng nó luôn á anh. Tiếp theo đây là cây thứ năm. Đây, cỏ liền, có chồi non rồi nè. Và đây là cây thứ sáu. Đây là cây thứ bảy ạ. Cây thứ bảy bên em. Đây. Trên đợt anh chuẩn bị cho hoa nè anh. Có nụ rồi ạ. Cây này thì được hai tược nha anh. Ảnh cái chẵn hai nè được hai tược. Hai tược là được hai bo nha anh. Đây. Cây này rất là ok luôn. Và cây cuối cùng bên em, cây này là ảnh được cũng hai tượng. Đây, cho non ra hết rồi. Đấy, anh lựa chọn giúp em nha. Rồi em sẽ ghi nhớ, đây là cây số 1, cây số 2, cây số 3, cây số 4, cây số 5, cây số 6, cây số 7, cây số 8, cây số 8 hai tượng đây, có chảy hơn. Cây số 9, đây là cây số 9 cũng cái chảy hơn. Ở kế bên đây cũng có một cây rất là tốt, ok luôn, đã có khách lấy và em đã bứng lên. Và cây số 10, cây VIP của em đây, đây này là cây VIP nha anh. Bếp chuẩn bim bim luôn. Cái này là cây bếp. Cái này là cây lớn, cây bếp rồi. Nếu anh giao lưu thì em vẫn giao lưu luôn ạ. Cái này chuẩn bim bim luôn. Anh này là tầm 20-25 xăng. Anh này tầm 20-25 xăng nha. Anh lựa chọn giúp em nha. Từ 1 cho đến 9. Từ 1 cho đến 9. Này là xoài ảnh rụng. Từ 1 cho đến 9. Và một cây số 10 là cây VIP. Rồi. Em cảm ơn anh đã xem cái clip ngắn này em gửi đến anh. Một lần nữa là chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và ngày đầu tuần vui vẻ, an lành. Em hẹn gặp lại anh. Và
vào những video tiếp theo và vào những đơn hàng tiếp theo. Cảm ơn anh đã xem kênh YouTube ủng hộ em. Chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.